Vâng, đây là cách người Nhật dạy con, đó là cho con cùng đi nhặt rác chung với bố mẹ. Phong cảnh rất đẹp. Đây là toàn cảnh buổi barbecue của công ty mình. Đây rất nhiều người câu cá đó. Phong cảnh rất là hữu tình. Thực ra là hôm nay là buổi tổng duyệt mùa hè của các công ty công trường ở Nhật á. Có cái hay là cứ mỗi năm á là họ sẽ tổ chức BBQ một lần để các công ty hợp tác với nhau cùng ngồi lại vui chơi với nhau một buổi, rất là ý nghĩa và hay. Với Nhật vì công việc xây dựng đòi hỏi rất chi là mệt mỏi, nên đôi khi họ làm ra những cái lễ như thế này họ để cho hợp tác với lại làm ăn với nhau. Hôm nay mình cũng mặc vào đồ công trường chứ không phải đồ bình thường nữa. Đây là bộ đồ công trường mình nhập. Cái xe tải đầu kia là cái xe tải có lá cờ biểu tượng công ty mình. Hôm nay vì công ty mình là công ty chủ thầu nên là sẽ đưa ra cái bảng hiệu của công ty, sau đó sẽ rất nhiều công ty con tập trung lại. Ở đây sẽ hôm nay sẽ tổ chức ở tập trung ở hai địa điểm vì có rất nhiều công ty tập trung nên sẽ chia làm hai địa điểm, đó là một cái ở đây, một cái ở đầu kia. Nhật á, là họ luôn luôn là một là cờ của công ty, hai á, là cái cờ an toàn lao động, luôn luôn phải có cái cờ an toàn lao động này. Bây giờ chúng ta đi ra chỗ mà cái xe mà có lá cờ của công ty á để dọn vệ sinh, rồi sau đó là tiệc tiệc tùng với các công ty chung với nhau.
mà đặc biệt là hôm nay có rất nhiều người Việt. Cái bảng cấm đổ rác. Hai. Con đường nó rất là đẹp. Wow. Kỳ rê. Bây giờ rất nhiều người, rất nhiều công ty nhỏ đang tập trung ở đầu kia. À. Rất nhiều công ty. À. Sau đó tí nữa là GN sẽ bắt đầu từ chỗ cái xe đầu kia, xe tải đầu kia, rồi dọn vệ sinh cho đến cái xe tải có lá cờ đồ này, là bắt đầu tiệc chung với nhiều công ty với nhau. Bên Nhật có cái truyền thống là rất là hay để tăng tính ngoại giao và tính đoàn kết giữa các công ty với nhau. Còn đây là những anh em của chúng tôi. Hôm nay là ngày tổng diệt rác. Mọi người đang nhặt rác. Wow. Nhặt rác quanh sông. Lọt hương nha. Dạy con, đó là cho con cùng đi nhặt rác chung với bố mẹ. Cuối cùng đến nơi. Đến nơi rồi các bạn ạ. Đây là một ngôi chùa cổ. À, còn đầu kia là tiệc barbecue. À. Hầu như là mọi căn nhà chỉ có chùa có tí tẹo từng nay thôi, nhưng mà hầu như là gỗ là rất là xưa. おはようございます。おはようございます。本日もお忙しい中ですね、当社の安全性協力会の相模原相模川クリーン作戦に。Lâu anh em có thời gian tụ họp là giống như lễ hội người Việt, người Việt Nam rất là nhiều. Đó, hiền lành nhất công ty, luôn luôn. Nấu ăn. Đâu đó? Bắt đầu trước. Yeah, video. Video? Video thôi. Hey. Đang đây là người Việt đang dạy người Nhật cách cầm đũa.
các bạn đã xem channel của mình. Hãy like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé.